về gánh nặng bệnh tật toàn cầu trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2016 tại 195 quốc gia cho thấy rằng rối loạn sử dụng ma túy phổ biến nhất trên toàn cầu là cần sa, tức là cannabis, và các dạng chất thuốc phiện, đó là opioid. Mỗi năm các chất ma túy làm mất đi 31,8 triệu năm sống khỏe mạnh hoàn toàn của chúng ta. Ma túy cũng chiếm 1,5% tổng gánh nặng bệnh tật trên toàn thế giới. Đáng chú ý là các tác động của ma túy